Việt Nam là quốc gia đa tín ngưỡng, đa tôn giáo. 90% dân số có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo. 27% dân số là người có đạo. Sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo đã, đang và vẫn là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân. Do đó, tôn trọng, chăm lo cho đời sống tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân chính là yếu tố nòng cốt để đoàn kết, quy tụ đồng bào có đạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Một buổi lễ đạo Tin Lành của bà con giáo dân tại bản Sima 2, xã Trung Trải, huyện Mường Nhé. Kể từ khi điểm nhóm này được đăng ký công nhận chính thức, thay vì làm tại gia, giáo dân ở đây đã có thể hành lễ tập thể tại lễ đường này. Mình có cả hoạt động này, học sinh này, thiếu nhi này, phụ nữ này cũng có vui lắm, thì lốt bà con chúng tôi sinh hoạt là lấy giá sinh là sinh hoạt hạ tòa đấy thì cũng vui. Sima 2 là một trong 70 điểm nhóm tôn giáo ở Mường Nhé được cấp phép sinh hoạt trong 4 năm qua. Bà con ở những điểm bản này chủ yếu là dân di cư tự do. Khi mới về Mường Nhé, họ còn chưa có nơi cư ngụ hợp pháp. Nay họ không chỉ được chính quyền bố trí đất ở ổn định mà đã được tự do thực hành đức tin. Là từ lúc mình có đăng ký, có nhà nước đăng ký mà có hiến pháp và hiến chương, do lý do luật của đạo hội thì cũng là thoải mái, không có gì khó khăn. Trong những năm qua, việc đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu nổi bật. Các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo quy mô lớn được hỗ trợ tạo điều kiện để tiến hành. Số lượng tu sĩ, giáo dân và cơ sở thờ tự ngày càng gia tăng. Cả nước hiện có 57.000 chức sắc, trên 147.000 chức việc và gần 30.000 cơ sở thờ tự. Việt Nam hiện có hơn 26 triệu tín đồ với 43 tổ chức thuộc 16 tôn giáo được nhà nước công nhận. Hành lang pháp lý trong sinh hoạt tôn giáo cũng ngày càng được bổ sung và hoàn thiện với mục tiêu là đáp ứng tốt hơn nhu cầu văn hóa tinh thần của cả người có đạo và không có đạo trong khuôn khổ pháp luật. Quan điểm của Đảng nhà nước ta là tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo cho mọi người. Các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước ta về tôn giáo đã được cụ thể bằng các hành lang pháp lý đã giúp cho đồng bào có đạo yên tâm, phấn khởi cùng góp phần xây dựng đất nước ngày càng cường thịnh. Đảm bảo để tín đồ, giáo dân được sinh hoạt tín ngưỡng trong khuôn khổ pháp luật chính là một trong những cơ sở quan trọng để tạo sự đồng thuận, gắn kết và phát huy đồng bào, các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.